Hai rồi chào cô chú anh chị mình nha. Thì ngày hôm nay Dương Tư có gọi điện thì gọi xuống để làm một rắn hổ hành nấu cháo đậu xanh của chú anh chị. Thì sự thích con rắn hổ hành này sao Dương Tư kể sao bắt được nó đi. Nó hồi hôm qua 3 giờ khuya tao ra tao cho vịt ăn. Mới bắt được có 30 con vịt à. Cái nó vô nó quấn con vịt nó không nuốt mẹ thịt nửa cánh à. Tao thấy nó cuộn tròn tròn lại. Chiếc con vịt. Nó cắn vịt bự không? Vịt con mới mua về gì tư mày mới mua về mới có 20 vịt thà nuôi vậy tới gần Tết thì cháu năng mới ăn thì bút cái nó còn thì bút nó thấy nó vô đó nó vô một cái gì bà nội bà nội gì mới vừa đăng lên Facebook vậy cơ mấy con vịt của gì á gì đăng lên Facebook cái nó lướt điện thoại nó thấy thì sao biết nó vô nó ăn. Bà xàm dữ gì chứ bà đăng Facebook mất mới gắn thấy nó biết Facebook mình thấy vịt ăn đó coi những đi mất tiêu đi vậy chứ. Còn to ghê ta. Vậy chứ con thấy bữa trước nó đâu có vô đâu, cái gì đăng lên Facebook lại tối rồi lại bữa đó là nó vô nó quấn con vịt ăn luôn, nó nuốt nửa con vịt này. Nuốt nửa vịt á. Nuốt rồi con vịt đó nó ngụm luôn hả? Ngụm luôn hả? Ngụm luôn. Rồi con mất con rồi có 29 con. Vậy là mày tới con chuyện mình luôn rồi. Trả thù lại con vịt đi. Mày ăn con vịt thì tao ăn lại mày. Quy luật thôi, có qua có lại. Bây giờ thì làm nấu cháo đậu xanh như Tư ha. Ok, bây giờ thì Dương Tư sẽ làm chú hổ hành này để nấu cháo đậu xanh để cả cô chú anh chị mình nha. Nấu sao không anh? Nếu mà không phát hiện ra là bà dịch của Dương Tư không còn một con luôn. Bà gà tao đó úp đó đó, nó giết bà gà con tao giết hết luôn rồi. Mập bú nù. Ồ vậy là tính ra cái bầy gà của Dương Tư là đợt rồi là chắc nó ăn đó, nó mới mập vậy nè. Thì nó ăn bầy gà con nữa. Úp bầy gà con không biết con gì mà ăn mà chó thì nó không dám gỡ rồi mà nó ăn nè mà rốt cuộc bữa nay mới bắt được nó. Nè. Đây cô chú anh chị, mình còn cái hổ hành nè. Nó không có thua cái cầm tay Dương Tư đâu nha. Được một bằng một nửa cái cầm tay Dương Tư luôn. Con này chắc cả ký ít đâu. Ký lô thôi nha. To ghê. Mấy con rắn hổ hành này của chú anh chị nó đi ăn ban đêm. Nó là thường là đi lại nó ăn ba cái trứng gà rồi mấy con gà con rồi của chú anh chị, gà con vịt con nè. Ai mà tới nhà ai mà nuôi gà con vịt con là thường có mấy con rắn hổ hành này chui vô ăn lắm. Đa số luôn. Lẹ lắm mà điểm lẹ cực kỳ luôn á. Ngày đây rồi. Trời nó bò ghê trời. Lẹ lắm mà điểm lẹ lắm. Coi chừng nó xuống địa nhìn luôn vậy ơi. Thôi, dứt nó đi. Dứt nó đi. Thôi đó mà má con gái là anh tới số luôn. Mẹ nó ăn bao nhiêu vịt gà nè. Một hồi nó mất là bà Tư mới ăn dưỡng luôn á. Cái nhà mình thấy nó dài ghê không? Bỏ vô trong cái bao của hả? Mất bỏ vô bao rồi nó chuồn sáng ngày đó nguyên mất tiêu á. À vậy là mình bắt được một lần rồi mà bỏ vô bao nó đi mất lần rồi đúng không? Bắt con cả vậy đó. Bây giờ nhiều lắm chứ không phải mình bỏ đâu. Bây giờ là vô mùa mưa của chú anh chị. Mấy ông hổ hành này cũng nhiều lắm nè. Mà thường vô mùa mưa thì bà con ở đây thường là bắt ba cái vịt con nè, gà con này về mình nuôi rồi nè. Đa số nó bắt vịt con nè. Mà mấy ông này là ông nghe mùi vịt con là ông khoái dữ lắm. Lử đỏ chót, lử đỏ chét. Nói chung mấy con này á, thì nó hiền, nó không có cắn mình của chú chị. Mình chỉ làm đau thì nó mới cắn mình thôi. Nhưng mà nếu có cắn á, thì cũng không có sao chú chị thôi, không có độc. Mấy đứa nít mà nó bị ban chứ bị sảy rồi anh ta lăn bằng nó hành là không. Dạ đây là cô chú chị, đây là cái bầy vịt mà dì Dương Tư nuôi nè. Dì Dương Tư mới mua về cũng được ít ngày à. Đó, cái ông rắn ông chui vô đây ông ăn. Đó, ông chui lên đây ông ăn nè cô chú anh chị. Đó, ông chui lên đây ông ăn nè. Tối thì vịt lên đây nó ngủ của chú anh chị mình ha. Lên đây ngủ thì ổng chui vô đây ổng ăn nè. Ổng chui vô là mấy con vịt im ru hết. Mấy con vịt này không dám la của chú anh chị. Nó ngộ có cái vậy đó, không biết tại sao mà bà rắn là bả chui vô là mấy con vịt im ru không dám la. Là nếu mà mình không phát hiện ra thì nó sẽ ăn từng con. Nó ăn đến khi nào mà nó no nó nghỉ hoặc là nó ăn ngày này qua ngày nọ là bắt đầu là hết bầy vịt của mình luôn nha. Mùa này là mùa của mấy ông rắn hổ hành nè, ổng đi săn ban đêm rồi của chú anh chị. Mưa xuống là bắt đầu là ổng đi săn rồi đó. Cũng hên là phát hiện sớm ăn mới có một con của chú anh chị. Còn mấy con này trước sau thì thường gần cũng ăn của chú anh chị yên tâm nè. Chiều là chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi. Từng bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trời. Một đàn mụn đồng ngồi giăng déo trên mình trâu. Nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng
tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông, thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau xây đắp mộng mai sau, bên mái nhà tranh một hàng dừa cao soi bóng bờ ao. Đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa. Đây là một dĩa rắn hô hành thì Dưỡng Tư đã chặt phanh ra cô chú anh chị để là mình đem vô mình xào cho nó săn lên. Bắt đầu là mình sẽ bỏ vô trong cháo đậu xanh cô chú anh chị mình ha, sẽ làm một cái món là rắn hổ hành nấu cháo đậu xanh để tất cả cô chú anh chị mình nha. Cả nhà mình thấy cái dĩa hoa rắn hổ hành đã không? Rất là nhiều thịt nha. Đặc biệt á, trong các loại rắn á, là cái con rắn hổ hành á, là cái con mà nó nhiều thịt chứ cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị mình thấy không, từng khoanh nha, thịt nhìn đã không? Rất là nhiều thịt nha. À, cũng may mắn á là Dưỡng Tư phát hiện sớm, cho nên thì cái bài dịch của Dưỡng Tư á là còn, chứ còn mà Dưỡng Tư phát hiện trễ là coi như là con rắn này nó mập, mà bài dịch của Dưỡng Tư sạch luôn nha cô chú anh chị mình nha. Giờ thì Dưỡng Tư sẽ mang vào để Dưỡng Tư bắt đầu chế biến để cả cô chú anh chị mình nha. Thì ăn dịch tao ăn lại mày. Rồi cục mỡ đã chưa? Tới một chị cục mỡ luôn. Thêm muối vào cho chị. Chút bột ngọt ha. Thì không có màu đẹp. Rồi giờ chúng tôi sẽ xào lên luôn rồi luôn chú chị, sẽ xăng lại chú chị luôn. Hết phần trái của lại luôn, xả với ớt của chú chị. Rồi, cay dữ luôn đây. Không cay, ớt này. Ba giờ sáng tôi ra tôi cho vịt ăn, tôi gặp nó đang quấn con vịt luôn, nó nuốt vô tới cái cánh, bứt vô khúc hết cái đầu rồi. Thì tới chuyện bị tao bay vô con vịt chụp nó vô khi gì tư vậy em thấy nó thôi nè, thôi gì á đậu vô thôi, vịt ta mới bắt về mà vô mà giết vịt ta luôn rồi lấy số mà. Hai cái bao lưới đựng thứ ta để ba cái mít á, chùm nhỏ tới lớn để sợ đi. Lúc trước con bắt con và con chú cắt con bự vậy nè, bỏ vô cái bao sáng nó lùi đi mất tiêu, còn bao không. Mấy rắn này luôn chú anh chị, mình bỏ vô bao mà không kỹ á là nó sẽ dùng cái mỏ đó, nó dùi cái lỗ nó đi. Chỉ cần mình có một cái lỗ nhỏ nhẹ thôi, nó sẽ dùng cái lỗ đó là nó sẽ làm điểm tựa, nó sẽ chui đã đi ra cái lỗ đó cô chú chị. Cái bao lưới của trồng mít á, bao lưới trồng mít hả? Gieo nè, thêm gieo về má ơi. Về mới đẻ hả? 6 con đẻ mấy con? 4 con đẻ được 6 con. Con này đẹp nhất. Trời ơi, xíu ông nội. Mấy con kia bự về được hả? Về được không à, có con cá 5 con đực. Về được ngon hay dây cái ngon hơn? Về được mới ngon, về được có tiền. Ồ, vậy năm nay dì Tư cũng đỡ cô chú anh chị, đẻ được mấy dê đực cũng đỡ. Dê cái có 60.000 ký, dê đực 100.000 ký, mà được 5 dê đực con dê cái. Nó mới đẻ được mấy ngày nay hả? Mới đẻ ha, 2-3 ngày à. Ừ, tổng cộng được đẻ được 6 con gì Tư? 6 con, 5 con đực con cái. Săn là chính là cả nhà, từ giờ mình đổ nồi cháo, nó mềm, thịt ngắn ăn ngon lên. Xào săn rồi bây giờ mình đổ nồi cháo cho chú anh chị. Dưỡng Tư kêu xào sang rồi giờ đổ nồi cháo. Rồi cái chảo này mà bới miếng cơm cho Dưỡng Tư. Rồi còn cổ gì bằng nữa. Ồ, nồi cháo đã quá. Nồi cháo đậu xanh này cả nhà luôn. Ai mà yếu người ăn nồi cháo này đã ha. Ăn vỗ đi luôn. Thôi khỏi đòi nóng luôn cả nhà. Cho dì Tư ăn đi, dì Tư tối khỏi đợi đón. Dì Tư mà tối khỏi đợi đón là Dưỡng Tư gãy lát nữa. Chưa bị chửi mà không ớn, mà ở nào cũng bị chửi. Ngày nào không bị chửi gì?
Có bị chửi gì, con ăn cơm đâu ngon. Con bị chửi mà ổng chưa bị chửi, phải không? Ổng cứ muốn bị chửi đó, nó cứ cười mà. Rồi, Diện Tư nói thì sao mà lâu quá không ai chửi Diện Tư. Chửi vào một cái nhảy nguyên bớt. Đây cô chú anh chị, bây giờ thì đợi cho sôi lên xíu nữa ha. Sôi lên xíu nó bắt đầu chín thì sẽ mang ra. Mời tất cả cô chú anh chị mình dùng nha. Cuối cùng thì rắn cũng đã chín, cháo cũng đã chín của chú anh chị ha. Bây giờ thì xin phép mời cả nhà cùng dùng chung với lại gia đình của thì gần như là Dì Tư nha. Trời ơi, cái này mà chấm ớt thì thôi còn bằng, mà ăn không được, tức quá. Mời cả nhà ăn cháo rắn nha. Đó, quậy lên cô chú anh chị. Vừa quậy đây chứ đủ cay. Này, cuốn caramel cũng biên của chú anh chị. Để quay 30 giây đi, 30 giây đây vô dứt luôn. À, xin phép mời cô chú anh chị mình. Mời chị gì vô. Mời cả nhà mình nha. Dùng miếng cháo với cá hoành cả nhà ơi. Đã. Thơm quá cả nhà. Cũng nhờ nó ăn vịt mới có ăn á. Cả thù con vịt. Dì Tích không ăn nó đâu, nhưng mà nó ăn vịt thì dì Tích quá phải ăn nó coi. À, vịt con gì mua vô tiền con hả? 18 nghìn con. À, quên ha, bữa nay ăn không có cậu bảy của chú anh chị. Bữa nay cậu bảy đi theo gái rồi chú anh chị. Để thì gồm điện cho cậu bảy. Điện kêu nó nghỉ ra ăn cháo. Để gồm điện cậu bảy coi cậu bảy có đang review không. Đang điện khúc review với ông chửi chú Quắc luôn. Tới chưa cậu? Chưa, 4 giờ tới. Chưa tới hả? Đang trên xe hả? Đây anh bảy đang review, đang đi đi theo gái rồi chú anh chị. Đó. Mặt anh bảy kìa. Đi theo gái mặt thằng ấm vô không? Đây anh bảy bỏ tem này của chú anh chị đi theo gái. Khi nào tới nhà gái nhớ điện cho cậu cháu, điện cho anh em con nha. Tí nó quay về review Phương Huế bây giờ. Đi theo con khác rồi review Phương Huế. Vậy là chưa tới hả? Mới còn trên xe hả cậu? Chưa. Mời anh cháu gắn mà. Đâu có mưa, trời nó có mưa không? Đây có mưa nhưng mà mưa làm gắn không hành ăn chơi. Ôi giời, mồ con thấy mệt. Biết mày đi mấy mặn chứ. Nhăn mùi như mặn. À vậy thôi, tưởng cậu tới chỗ bạn gái cậu rồi để con điện con quay review khán giả xem mà. Ờ vậy thôi. Ờ. Nó xui ra trời chưa có tới nữa. Phải tới điện quay cho cô chú anh chị mình xem. Anh Bảy bữa nay bỏ phương ghế rồi. Đi theo em khác rồi. Mời cô chú anh chị mình nha. Thịt rắn rắn không hành cho cô chú anh chị. Rắn không hành là bao thịt luôn của chú chịu luôn. Theo nghĩa bị chửi quá. Vậy chấm nước ớt ngon. Đâu có dai đâu gì tử. Dài dài. Có răng gì lục quá. Mai mài răng lại. Rắn dài mới ngon. Nóng mềm mập ăn nhiều. Nướng nó ăn ngon. Dài dài cũng ngon. Mới ăn hết bài gà gì tôi mập cái này nhưng tôi không review mới mở gì thôi chạy vào mép. Cái này đùm trứng nè thằng ơi, phải không cố đùm trứng nè thấy đó, cục cục này thấy không nó cục tròn tròn đó trứng hay là nó trứng hay là nó bị u nang cha trứng cục 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 đó nhỏ 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 trứng okay. Nhỏ review đi mà chú chị mình review cái nha. Chè rắn nè, mình thứ hai cũng mua cho trai, không thôi kêu hàng chè rắn. Trời ơi. Mỡ, nội ơi. Nhập mồm luôn á. Bao nhiêu năm nay ông Tư cũng ăn bò tư xương không à. Bữa nay được cục mỡ mừng cũng chết. Cả nhà mình nha. Trời ơi, mỗi cái hoành nó mập cỡ này cả nhà nó ăn hết trơn. Biết bao nhiêu bậy nói luôn á. Mời cả nhà mình nha. Mời béo cả nhà ơi. Nhìn ngán liền. Đã. Quá ngon. Bữa nào mà con cũng có con gì ăn trời ơi mập. Thôi đi có con chắc nó ăn mấy bữa hết bị dịch tươi gì không. Mấy bầy gà mới xuống đó nó ăn gà tôi vô bắt đó. Con nghĩ chắc hết Diện Tư, có con một á, hết rồi. Có bầy gà còn, nhiều lắm, hổng Diện Tư bắt cũng có lứa lứa nè, lớn lớn gà. Con có ký mấy rồi. Bụng cũng bao thể thể ra, được lớn vậy thì có. Bình vô bới chén uống đi Bình.
Tao dạ. Mày sợ gắn mà mày ăn được gắn mà. Đó, nó chín sợ. Rồi sống thì nó sợ, còn chín mà sợ gì nè, chùm ra nè. Pin là chùm sợ gắn. Nhưng mà ăn là dứt nha. Rắn mà ai không sợ mà đều không cái mà ăn nó là chín rồi, ai mà sống mình ăn chứ sợ gì. Rắn sống thì sợ chứ nó chết rồi. Mà cả nhà mình nha. Con quanh rắn luôn cả nhà. Mềm đẹp mà nó giòn rồi mà bả dai gì. Thấy răng em nó lụt. Đã, nhưng mà ăn thử đi. Mới ở nhà nha. Mới nhà ăn gì cũng xả không đi. Không sợ rắn là gà xả luôn. Củ xả. Mà cái nhà mà củ xả không. Ngon mình ơi. Béo. Ú, đâu, chả bữa gà, chả bữa. Dữ vàng à. Đụng nè, vô nè. Vô. Hồi nãy nó thấy nó cắn nửa đùm đó, nó chảy nước miếng đó ngoài. Nãy giờ đi, nó thấy nó quay mà nó dòm vô ngay cục mỡ. Ngắn lắm mày ơi. Đã không? Béo. Nuốt vô nha, đừng có ngán mà nhả, tao quánh mày kéo không hào. Béo quá. Thì còn ngon quá. Đây cái lá mía này của chú anh chị. Bẻ mía lá mía của chú anh chị. Ăn hết luôn khỏi bẻ của chú anh chị. Mà cái nhà mình. Mà cái nhà mình mía lá mía nha. À, lá mía gắn của chú anh chị. Lá mía của lá gan cả nhà. Đã quá. Trợn mắt luôn rồi. Cục mỡ bây giờ chạy mắt luôn à. Thôi. Xuống xuống. Ừ. Bài là phải chấm ớt mới đúng. Ừ. Chấm ớt chanh là ngon nhất luôn cả nhà. Này em là quyêu cái em. Đó. Quyêu cái gì cái răng em nó lụt ăn không gì nó cũng có ngon. Ở dù nhai mày nghe thuốc ngủ luôn nên nuốt lại. Nhớ rồi, bỏ vô hỏng xong rồi là quay chỗ khác hả? Đừng có quay hả? Cắm gọi. Nhiều vô. Bỏ ớt rồi vô. Bà đã ăn mặn dữ ta. Ăn mặn, thịt mặn đâu, uống nước rồi cho nó no. Vậy là mới ngon, mời cả nhà ăn rắn nha. Bỏ đại vào miệng hết luôn. Nghe luôn xương luôn. Nó luôn. Dài mà đại gì tươi hả? Dài mà mềm. Rắn ra miệng cái lâu dài. Cái miếng của chú anh chị, quay với lại ăn miếng. Cái thằng này, nó mời cả nhà mình. Caraman này. Caraman phải ăn cho. Ăn bình thứ ba bắt rắn được rồi, nấu cháo sao mà nấu mày không lạnh như tao. Mày đầu cái mày mới mốt mà mày điện lên tao nghe, mày chỉ cho mày nấu. Hả? Chứ nói gì? Chị nói gì? Con gì dưới cha con bắt rắn rồi, kêu nấu cháo đồ xanh. Thì theo tư chảnh mà mày không biết nấu, mày chết luôn đi gan. Nhưng mà không, mà dịch nấu ấy đó. Nó măng hổm á, nó sao làm không như Giang Dưỡng Tư vậy, sao làm giống được Dưỡng Tư làm không có hôi mùi măng, sao em về dưới em làm hôi mùi măng. Dịch đóng măng hả? Ừ. Về nấu cho ba ăn xong rồi để nó có mùi kỵ. Bà không kêu sao mày đi luôn về chứ vậy? Thư con dịch cũng được hả? Đây, mời cô chú anh chị về nha. Mày quay với nhìn cầm lòng không nổi. Mời cả nhà mình. Quay điện thoại là mày. Quay điện thoại vô mỏi mày. Thôi. Chưa cậu gâu má ơi. Ăn cho nhìn giống cái miệng chuột không? Cắn hô hành là nhiều thịt. Còn cá hô ngựa thì thôi rồi luôn. Xương không? Mà hô ngựa con bự mới thì còn đỡ rồi. Nó nhỏ nhỏ là xương không? Con biết sao mà cắn hổ ngựa nó xương không không? Ngựa quá hả? Nó lo đi ngựa không, nó ăn uống gì nó ốm, xương không? Giống gì với con hơn? Là mày đi ngựa mày ốm. Này hầm, này hầm đu đủ cũng ngon người ta. Hầm đu đủ vậy cái nấu đó, cháo đậu chanh này con ăn mát. Chỉ đi tao quay cho. Nó khỏe. Ăn đi, ăn xong rồi. Tao cầm vậy đứng chờ chồng vậy là được cái gì đúng không? Quá không được được, để con quay xíu rồi xong rồi. Bà quay mất công về cái clip bỏ luôn. Mới ăn cơm no quá no mà làm ba chén cháo. Này phải có gà nữa ha. Làm gì? Nóng bỏ vô rồi. Hai số lượng hả? Ừ, sáu muối lượng. Vậy mày cầu đi, mày cầu tối nay có con rắn nó chui vô trong chuồng vịt đó đi. Trời đất ạ, tao còn có 29 con hả, mày đừng cầu nữa cho tao. Bà Tư kiểu nè, trời đất ơi. Cái vợ chồng vợ chồng gì Tư ngơ trời, không ăn nổi ta, ngán hả? Gì mới ăn một tô cơm rồi đó.
đi ra ruộng làm xịt thuốc rồi mới vô ăn cơm ở đâu ấy. Làm thêm ba chén cháo nữa còn gì nữa, ta làm ba chén vậy ăn hai chén rồi. Mùi quá bén này, gặp ông bảy cô đơn thì tôi tới chuyện luôn rồi. Đói đói nè, đã lắm mà tại no quá mà cái nhà mình tiếp. Cái này mình ăn hết rắn rồi chiều nay mình bỏ đường vô, vô bỏ khoai vô, bỏ khoai bán nó chè luôn, chè đậu xanh. Hình như từ trước giờ mình chưa có bây giờ mình làm nước ẩm thực mà nấu chè hết trơn vậy. Bữa nào mình nói đi. Bữa nào nấu chè đậu xanh mỗi người ly dầm nước đá ăn. Dì đang thèm chè thưng nè, hôm qua tính đi mua đậu phộng kia về nấu chè thưng. Chè thưng là gì? Đậu phộng với đậu xanh á, nấu đậu bỏ khổ tay nó mèo vô ngon bụng, bỏ đá ăn cũng ngon nhưng mà đậu xanh không vỏ. Đậu xanh không vỏ, kiếm vừa cứng cài á, rồi cắt lát bỏ vô thêm là nên kêu bằng chè thưng. Đậu qua tính nấu ăn mà còn ngon mà đó. Mấy bó mạ dặm cho rồi chứ không. Bà cô chú anh chị cái nữa nè. Cái nữa thôi. Cái này nữa thôi à. Này thôi. Mở cái nhà mình. Nó ngu nó ăn biết bao nhiêu dịch già tao nữa. Mình cắn này. Hỏi nó mập, úi thằng mập. Đùm mỡ nè, hết biết đùm mỡ. Nó bể cái bụng. Rồi hay vậy thôi, hai chồng vô ngủ nghỉ đi. Đi review liền đi. Vậy để coi thằng này ăn chứ. Vậy tôi cũng kêu là ăn thịt rắn này tối ngủ khỏi đợi nón nó biên. Nó mát rồi. Nè. Xong rồi hả? Tụi mày quay tới thằng Thận vô ăn. Trời ơi trời. Xong mày quay lại thằng Thận ăn xong rồi bắt đầu thằng Thận ra quay mày vô mày ăn. Chuyện nào hết rồi. Chưa hết. Thì không có nữa hả? Đúng. Nãy giờ cũng giờ ăn lắm mà. Tôi thấy cái nhà này tôi ăn tôi muốn tức ghê trời. Đi, ăn hết đi. Rồi chấm ngớt rồi tôi quất rồi. Con. Quá ngon cô chú anh chị. Da thì giòn sực, thịt thì nó dai dai ngọt ngọt hả? Hồi miếng thôi, miếng nữa. Nó hơi nhiều. Trả thù cho không dịch được rồi. 4 năm, 3, 4 4 thầy trò trả thù cho không dịch. Ngon ha. Ngon. Sao nó không ăn hết bậy ra có con ta? Lâu không? Lâu không? Mày ăn đi. Ngồi ăn qua ăn đi, đừng nói gì hết á. 18 ngàn một con nữa nó con. Thường thường có 12 ngàn con mà giờ nghe 18 ngàn con gì mua có được có 30 con hả? Mình giờ nó ăn hết còn 29 con. Thấy không? Nhà không biết cái chị nào không biết cho tiền bé thương cho gì, chị ra gì mua liền. Về cái đầu nó ăn mẹ mà cái dòng mà gắn nó vô nó ăn được một lần rồi chẳng lẽ trước sau gì từ đây tới lớn nó không ăn hết bậy đúng không? Nó không ăn mình cũng ăn hết bậy. Nó ăn mà nó vô duyên gặp ông cũng nói nữa. Ý là nói vậy thôi, thế chị chỉ sợ là lớn rồi nó cũng vô hoài ăn công. Tôi đăng lên Facebook, tôi nói là đây là cái dịp niềm vui tôi mỗi ngày, cái thằng nó cũng nhảy vô, nó kêu là có niềm vui của nó cười, cái tối con rắn nó cũng bắt trước coi Facebook nữa, nó mới vô ăn dịp tôi đó. Có kinh nghiệm có, đừng đăng. Từ cái bữa xàm kia trời gắn coi Facebook nữa. Con tính nhiên, nó nói vậy cũng đúng, con dịch có 18 ngàn, con rắn này nãy em đem bán là 300 ngàn, 300 xị. Cứ vô bộ, cứ ngày vô coi bà là lúc luôn. Là lúc luôn. À, dịch bây giờ cái lớn. Ngày mai nó vô nữa, tao bắt tao đi bán hay gì? Đúng rồi. Không phải là không ăn cả nhà mà nó quá ngon rồi mà nó no quá no cả nhà. Chứ phần ở đây cái xứ Đồng Nai này gắn như lắm cả nhà. Bắt liền rồi cả nhà ơi. Bắt đầu mình nấu cháo đậu xanh vậy nè. Ăn hoài luôn rồi bây giờ nó... Ý là ăn chàng bắn họng đúng không? Ăn chàng. Này gắn như lắm, chứ gắn như lắm cả nhà. Làm món này như vậy là chưa ngon. Để ra phải xào xăng nữa. Xào lăn rồi bỏ đậu phộng rồi lên ha. Xào xăng nữa. Uống bia thì thôi. Ông đem luộc sơ một cái nữa. Cũng chiên qua một lần dầu. Thơm ngọt. Ông đem nó... phơi ráo lại xíu. Cái ông kho quéo lại. Đổ chó luôn.
Thằng cô đơn đi gần cô hồn nữa, con ở lại. Đâu rồi? Ngồi lóng tay nghe nói nó dẫn cho một vòng một rồi hết ăn luôn. Nó nói trời miếng để tối gì tư lỡ review mà có đói rồi. Tao đi, tao cũng không cần. Hay hai tao chồng nó đi miếng đói ăn. Mà lúc chiếu chút nữa là tao bỏ bột khoai bán vô với đường đường vô là tao có chè tao ăn rồi. Thôi, cũng cũng sắp ngán. À, cũng nói chung là cũng gửi lời cảm ơn đến con Dịch hay gì? Cảm ơn Dịch. Nhờ Dịch hy sinh mà mình mới có gắn ăn. Hy vọng là tối nay làm vài con nữa là mình có mấy con gắn nữa. Nói chứ thì gồm cũng xin phép kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp cô chú và chị mà ở clip âm thực tiếp theo nha. Bye cả nhà mình nha. Phải cả nhà ơi.